Nữ sinh gặp tai nạn trong ngày khai giảng. Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, ngày 5 tháng 9, ô tô mang biển số thành phố Hà Nội di chuyển trên quốc lộ 15A đã xảy ra va chạm với xe máy tại địa phận xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Xe máy do nam thanh niên 18 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà điều khiển chở theo nữ sinh học lớp 12, ngụ huyện Hương Khê. Cú tông khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi tại hiện trường hai phương tiện bị biến dạng riêng chiếc ô tô con bị nát phần đầu lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn